Bài Diệu Lý Tâm Nguyên luận về tam thân tứ trí sẽ là một thiếu sót quan trọng nếu như chúng ta nói đến các bài viết, các bài thuyết giảng của ông Thanh Sĩ mà lại không nhắc đến bài Diệu Lý Tâm Nguyên, một tác phẩm tuy không dài lắm, chỉ 234 câu, nhưng mà nghĩa lý thâm huyền. Nếu không phải là bậc đã liễu ngộ chân tánh thì không thể có được một tác phẩm như thế. Do đâu mà chúng tôi dám khẳng định như vậy? Theo duy thức học thì tam thân là quả vị cuối cùng của người tu Phật. Tam thân là: một, pháp thân, còn gọi thanh tịnh pháp thân, tức đã chứng đắc chân tâm hoàn nguyên bản tánh. 2, báo thân, còn gọi viên mãn báo thân, tức thân trượng sáu trang nghiêm với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật. 3, hóa thân, còn gọi thiên bá ức hóa thân, tức thân do Phật tùy duyên hóa hiện bằng nhiều hình thức và số lượng không hạn chế để cứu độ chúng sinh. Tam thân chứng đắc là do từ tứ trí chuyển hóa mà thành tựu. Tứ trí là: một, thành sở tác trí; hai, diệu quan sát trí; ba, bình đẳng tánh trí; bốn, đại viên cảnh trí. Khi tứ trí đầy đủ thì tự nhiên thành tựu tam thân theo cách chuyển hóa sau: thành sở tác trí và diệu quan sát trí hiệp lại chuyển thành thiên bá ức hóa thân, bình đẳng tánh trí chuyển thành viên mãn báo thân, và đại viên cảnh trí chuyển thành thanh tịnh pháp thân. Sở dĩ có được tứ trí đầy đủ cũng là do công phu tu tập thật tốt, mà chủ yếu là lục căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giữ cho được thanh tịnh, không mê nhiễm với lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nguồn gốc sanh tử luân hồi là do lục căn nhiễm lục trần. Nếu dứt tuyệt được sự ô nhiễm này thì sẽ được giải thoát vậy. Nói lục căn nhiễm lục trần chính là nói đến lục thức, tức là nhãn thức, sự nhận thức của mắt; nhĩ thức, sự nhận thức của tai; tỷ thức, sự nhận thức của mũi; thiệt thức, sự nhận thức của lưỡi; thân thức, sự nhận thức của cơ thể; và ý thức, sự nhận thức của tâm lý. Năm thức trước, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, còn gọi là tiền ngũ thức, là chi nhánh của ý thức. Mọi hoạt động của năm thức này đều phải thông qua thức thứ sáu, ý thức. Tuy nhiên, ý thức cũng là cơ quan cấp dưới hoạt động, vẫn phải theo sự chỉ đạo của mạt na thức, tức thức thứ bảy, và a lại gia thức là thức thứ tám. Thức thứ tám còn gọi tàng thức, là kho chứa mọi chủng tử, hột giống, thiện, ác, chân, vọng đầy đủ. Nguyên thức này, tức là thức thứ tám, bản thể vốn sẵn thanh tịnh, sáng suốt, nhưng do lúc tối sơ khởi niệm bất giác, một niệm vọng khởi ban đầu làm che mất bản thể và trở thành vô minh, rồi tự đổi tên thành vọng thức ngã chấp. Chấp cái chân tâm vốn vô ngã thành cái vọng thức hữu ngã, và tự nhiên thành lập thức thứ bảy, tức mạt na thức. Thức thứ bảy này công nhận thức thứ tám là ông chủ của mình, cho nên có trách nhiệm nhận lệnh từ ông chủ này rồi truyền đạt đến thức thứ sáu, tức là ý thức, để thi hành, và cũng nhận mọi báo cáo của thức thứ sáu mà lưu vào tàng thư của ông chủ, là thức thứ tám, tàng thức. Các thức này những nhà Phật học xếp thành hệ thống chủ tớ quân thần, cho người đọc dễ dàng hình dung về mối liên quan của nó. Do đó ông chủ, tức là thức tám; tể quan, thức bảy; tướng quân, thức sáu; và binh lính, năm thức trước, đều ăn rập với nhau mà nhiễm ô, rồi tạo đủ thứ nghiệp thế gian, và theo quy luật
tức là nhân quả, thì phải luân hồi, chịu sự sanh tử cùng với mọi thứ khổ đau để trả quả. Manh mối là ở chỗ đó. Này, nếu có người tu tập đúng pháp, dứt tuyệt mọi thứ nhiễm ô của thế gian trần cảnh, thì bấy giờ thức chuyển thành trí mà được đắc đạo giải thoát. Nói thức chuyển thành trí, tức là tám món vọng thức tự chuyển hóa thành tứ trí theo công thức sau. Tiền ngũ thức, tức là năm thức trước, chuyển thành thành sở tác trí. Thức thứ sáu, ý thức, chuyển thành diệu quan sát trí. Thức thứ bảy, mạt na thức, chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và thức thứ tám, a lại gia thức, chuyển thành đại viên cảnh trí. Trên đây là sự chuyển hóa của một nhà tu từ phàm đến thánh, từ chúng sanh thành Phật, mà duy thức học đã vạch ra một lộ trình quy củ và logic đến thế. Ông Thanh Sĩ khi luận về tam thân tứ trí đã dùng trí huệ mình mà chuyển hóa nội dung một cách hợp lý và tài tình. Vận dụng tam thân tứ trí thành một pháp tu cụ thể cho đồng đạo chúng ta, hay nói cách khác là cho chúng sanh thời nay dễ bề tu tập. Thay vì tam thân tứ trí là sự kết quả chứng đắc sau một quá trình tu tập thành công của người hành giả, ông Thinh Sĩ lại phương tiện đưa tam thân tứ trí thành một pháp môn tu tập nhân tu. Đặc biệt là ông đã vận dụng làm cho từ một quả vị tột cao biến thành một pháp tu đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Và rồi từ cách tu đơn giản đó lại chứng đắc quả vị tột cao kia. Bây giờ chúng ta hãy trắc nghiệm lại những vấn đề nêu trên bằng cách đọc lại lời giải thích của ông Thanh Sĩ qua bài Diệu Lý Tâm Nguyên sau đây. Diệu Lý Tâm Nguyên, luận về tứ trí tam thân. Khai chỉ lý đạo màu phân tỏ, đem huyền thâm mở ngõ đưa đường. Thức tánh quang cơ pháp phô trương, tri ngộ đạt tâm lương màu diệu. Tùy duyên hành ứng huyền thiện chiếu, soi gương lành liễu ngộ Phật đàn. Phải tri tầm tỏ thấu cơ quan, rồi chẳng ngại bước đàn hành đạo. Lòng từ bi xiết chi áo đạo, là bởi thương hung bảo cường quyền. Đạo cùng đời lăn lộn ngửa nghiêng, nào ai thấu mấy huyền bí ẩn. Guốc mây mù còn đang chuyển dần, cảnh đồ lao nhơ bẩn lòng phàm. Nay diệu màu đưa đến kiều lam, mong trên dưới bền lòng cố gắng. Dù mưa gió bão giông cũng chẳng, nũng nao lòng mới đặng công thành. Nhắn người hiền đức cao thanh, đặng tận ngộ ngọn ngành thấu rõ. Phải ghi nhớ khuyên lòng đừng bỏ, lời cao siêu Phật Pháp cơ truyền. Tứ trí minh ứng độ tùy duyên, phải kinh nghiệm tinh chuyên rèn đúc. Do ta tạo gây nền hạnh phúc, câu bãi thành trong đục nơi mình. Chí thiệt hành đạo Pháp tinh minh, nẻo huyền bí ta in vào dạ. Cần thẩm xét tận tường chân giả, để phân minh cho hả lòng thiền. Cái trí thành sở tác đầu tiên, ta phải giữ mối diền kiên cố. Đóng năm cửa vách thành đồ sổ, đuổi sáu ma bảy quỷ ra ngoài. Dụng tinh thần mạnh mẽ ra oai, dẹp ba chướng đồ lao thảm thiết. Ta phải có cái tâm cương quyết, thì làm nên mọi việc trên đời. Khó khổ nào cũng luật Phật trời, bày ra đó cho đời liệu lấy.
tùy nhân quả chuyển luân phải quấy, hạp nơi nào sở cậy mà dùng. Trí diệu quan sát kỹ tâm trung, khá phân định nơi lòng cho tận. Xem nội cách tỏ tường bổn phần, hiện bây giờ trí dẫn nơi nào, chỗ tịnh màu hay chốn động sao, rồi mạnh mẽ lòng mau phủi sạch. Nằm đi đứng nơi nào đủ cách, để cho ta tìm dạch thoái hèn. Phải canh phòng tà niệm lẫn xem, làm quấy rối mất đèn trí huệ. Cần gìn giữ hằng giờ bảo vệ, cho linh hồn vượt bể mê đồ. Trí diệu màu mới đặng quy mô, ta được thấu bồ đề nảy lá. Cần nên nhớ rách rồi phải giá, đừng để cho tua xả không dùng. Căn dặn lòng đại lực đại hùng, để trừ tuyệt thoái tà giấy độc. Tâm với ý phải nên xiềng đóng, tập cho rành hình bóng của mình. Dưỡng leo chiền khuấy rối đức tin, làm ta phải bể tình sống dậy. Ngựa thì nó ưa điều đua chạy, thêm mến ăn cỏ béo lá bùi. Chốn thấp hèn cứ mãi nhủi chui, nơi thành thị tới lui la lết. Ý sức mạnh nào suy mỏi mệt, đâu có hay kiếp chết là gì. Nay mà ta đã biết tu trì, nên tỉnh trí làm lì thân xác. Tâm trí quyết tìm phương giải thoát, màng kể chi mặn lạ thoái đời. Ráng làm xong mới đặng yên nơi, sao rồi sẽ thảnh thơi muôn thuở. Trí bình đẳng tánh này cơ sở, là cái nền ta để tu hành. Trong lòng hằng được chữ tịnh thanh, thời xem thấy nguyệt tinh chiếu rọi. Tìm chân lý kịp chân theo dõi, thì mai sau vượt khỏi bể trần. Phải hằng giờ chánh định tâm nhân, để yên lặng tâm thần bất động. Dù lắm kẻ vô lương đánh trống, cũng không hề xao động tâm minh. Được như lời mới gọi trí bình, hằng đứng vững không tình siêu ngã. Lời nhắn nhủ người ngoan để dạ, hành chánh rồi khỏi đọa linh hồn. Người tu hành đừng có buông chung, hãy bền chí lần dò đi tới. Mình chậm rãi mà tròn đạo ngưỡi, còn hơn người tu xớt tu bừa. Giữ chánh tâm bước nấc hạ thừa, từ chỗ ấy mà đưa trung thượng. Đời còn lắm khổ đời nghiệp chướng, mà nhiều người tu bướng tu càng. Nếu biết rồi thì phải sửa sang, lo tập luyện bảo toàn tánh đạo. Còn chi nữa mà hòng lừa đảo, không trao dồi tánh hảo lòng hiền. Cố sức mình mới gặp Phật tiên, thêm diệu hạnh giữa miền cực lạc. Đại viên cảnh trí này minh đạt, phải làm sao khắc tạc nơi lòng. Ta phải dùng để nó bên trong, hằng xoay thấu tấm lòng thay đổi. Nhớ gương ấy hằng giờ cứu rỗi, những nơi lòng đen tối chưa tròn. Cố gắng thêm hạnh đức sắc son, càng lộ vẻ nơi lòng trong trắng. Thường hằng ngày sửa cho tròn sáng, mới mừng ta chẳng vướng bụi hồng. Ở trên đời mỗi việc mỗi phòng, kẻo phải vướng vào dòng hắc ám. Đời còn mãi lợi quyền xúc cảm, có bao người tự lãm lòng nhà. Nếu như nay trồng kiểng không hoa, thì dân chúng bỏ qua cũng phải. Giống linh căn thuận mùa tiết trải,
đành lòng nào phụ rải không dùng, e cho đời lỡ dở kiết hung, cơn bối rối cúc cung cầu khẩn. Nào ai có tiếp người thất vận, để đáo đầu bái khẩn đã rồi. Chữa chan thay mắt ngọc châu rơi, ai chẳng thấu Phật trời tiên thánh. Nên nhớ lại xoay gương minh cảnh, rồi sửa sang dẹp dọn lòng tà. Có thú gì tạm giả đời ta, mà lặng hụp ái hà la múa. Rất buồn thảm đời còn tranh của, cùng tham công máu tủa xương ngủ. Phải liệu toan hai chữ chân tu, sao mới khỏi mưa dầu nắng lửa. Nhờ từ thiện Phật tiên cứu chữa, cho thân ta được thửa sống thừa. Chiếc thuyền lành chư Phật rước đưa, người trọn đạo sang qua bỉ ngạn. Xin bài kể ba thân rõ hẳn, người thiện tâm hãy ráng nhớ cùng. Cái pháp thân đạt lý ngộ thông, là những nẻo mà lòng ta sửa. Dẹp tà mị chánh tâm nương dựa, thì tự nhiên đạt pháp chớ gì. Ngoài giả trần cõi tạm xá chi, trong chân tánh vàng y chẳng đổi. Từ chỗ hành mà ta cứu rỗi, nơi tâm lành diền mối minh tinh. Dạng sự đời khó dễ trượt thanh, đều bởi gốc ở tình sửa đổi. Được trọn cả pháp thân nhường gội, thì thông minh trí kiến rõ ràng. Cái lý này tâm đặng rảnh rang, được đi đến nấc thang dĩ quả. Rảnh là rảnh tình đời không ngã, trí thông dông tâm khả dĩ tình. Cư trần đồ chẳng mến chúng sinh, ở cảnh tục minh kinh toại dạ. Rồi ta phải tùy duyên ứng hóa, đem thân lưu phổ tá phàm tình. Hóa thân này diệu pháp tinh minh, ngoài lìa vật trong tình vô nhiễm. Được tỏ ngộ đạo màu chân tìm, hạp thời lưu tìm kiếm duyên lành. Thuyết tùy hình nay phải cưỡi canh, lo cho được bất sanh bất diệt. Tưởng chánh chân ấy là mới thiệt, lòng vẫy tà tiêu diệt không còn. Tưởng phải lành hưởng cảnh lầu son, bằng giọng quấy chung lòn địa ngục. Tuy tâm khởi biến hình trong đục, do ở lòng hóa cảnh đủ đều. Hiện tại ta phải lượng theo, tìm chân lý chỗ nào thức tánh. Tuy là nơi vô hình hữu ảnh, thường hiện ra thấy tánh rõ ràng. Sảy ngộ rồi kết lý từ trang, không sanh nhiễm nào tan nào diệt. Bằng thấu tỏ vô vi thanh khiết, phải cần âu tìm triết lý màu. Tùy duyên lành hóa độ từ câu, trong nhiều nét gồm thâu tâm pháp. Báo thân sức nhiệm màu khai lập, kho báo nhà sẵn sắp đủ đầy. Phải tìm chìa mở khóa mới hay, rồi đủ món dùng xài chẳng xiết. Được viên mãn báo thân mới thiệt, chắc lòng ta có Phật rõ ràng. Đủ diệu màu huyền bí khai tàng, do kho báo mà an chánh mạng. Một phen này lòng ta hãy ráng, đến ngày sau mới đặng thanh nhàn. Ba thân này giác tánh huệ quang, thì sẽ được minh tâm kiến tánh. Gây nghiệp lành hưởng an Phật cảnh, tạo hung đồ đói lạnh ngũ hình. Trong rất nhiều kinh pháp siêu sinh, người đọa lạc trầm luân mãi mãi. Nên phải đành tam nguyên lặp lại, đời 20 thế kỷ tiêu điều. Trong hội này công quả ít nhiều,
tùy duyên nghiệp luật triều thưởng phạt. Đáp những công hiền ngu khao khát, nhờ mưa lành tưới mát bá tòng. Cái trường thi đạo đức rất thông, mà cũng ở vào trong căn hạnh. Thi đức trí, thi trong bản tánh, chỗ bãi thành do bởi lòng người. Điều chánh tà sửa lập 20, luận chân lý người người hiểu lấy. Lời kinh pháp tỏ tường nơi đấy, khá rõ thông phải quấy thiệt hành. Luận bàn nhiều e vẫn trượt thanh, nào xa chỗ đức lành tập luyện. Mong đồng đạo tâm suy rồi nghiệm, những tông truyền huyền biến chớ chạy. Nói bao lời thuyết nghĩa không hay, mong lòng thiện thêm đầy mới lạ. Thôi ngừng bút dứt lời thanh nhã, chúc đạo hiền đức cả đừng sờn. Rồi sau này cũng được hưởng ân của Phật Thánh Tiên Thần ban bố. Phú Lâm, ngày 2 tháng 3 Mậu Tý, tức ngày 10 tháng 4 1948.